nhiệt miệng là một trong những vấn đề cản trở ăn uống của bé nhiều nhất. Có thể khiến bé khó chịu, ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn. Nhiệt miệng cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé bị biếng ăn sinh lý. Nhiệt miệng ở trẻ có khá nhiều biểu hiện mẹ có thể dễ dàng nhận biết tại nhà. Vậy video này hãy cùng tôi tìm hiểu nguyên nhân nhiệt miệng, những dấu hiệu nhiệt miệng ở trẻ cùng với cách khắc phục hiệu quả. 1. Bé một tuổi bị nhiệt miệng là như thế nào? Nhiệt miệng là một tình trạng lở loét trong khoang miệng của trẻ. Tình trạng này có thể gây loét hoặc tạo thành những cục trắng như có mủ bên trong. Khiến trẻ có cảm giác khô rát đau miệng và không muốn ăn bất kỳ thứ gì, trẻ thường hay bị nhiệt miệng vào mùa hè, khi nhiệt độ nóng bức. Hoặc bé ăn những đồ ăn khiến cho cơ thể nóng bức cũng sẽ gây ra nhiệt miệng. 2. Nguyên nhân bé một tuổi bị nhiệt miệng Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng bé một tuổi bị nhiệt miệng. Nhưng chủ yếu do những nguyên nhân chính sau đây, em bé một tuổi chưa biết sử dụng bàn chải và những vật dụng hỗ trợ bé ăn khác nhau, vì thế khi bé đánh răng không cẩn thận chọc vào lợi và lưỡi khiến bé bị sưng và viêm từ đó gây nên tình trạng nhiệt miệng hệ miễn dịch bé chưa thực sự phát triển toàn diện vì vậy khi bé bị nhiệt miệng mẹ nhớ tăng cường sức đề kháng cho bé hàng ngày và trong cả thời gian bé bị nhiệt miệng nữa nhé bé một tuổi ngoài việc được bú sữa mẹ hay uống sữa công thức thì bé sẽ được ăn dặm và ăn thêm những thực phẩm bên ngoài việc bé ăn quá nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ thực phẩm cay nóng cũng là một nguyên nhân khiến bé bị nhiệt miệng, bé bị suy giảm chức năng gan do một nguyên nhân nào đó. Từ đó khiến cho việc đào thải chất độc của gan bị suy giảm khiến cho bé sẽ bị nhiệt miệng. Bé mọc răng. Những chiếc răng mới nhú lên sẽ khiến cho lợi tổn thương dễ bị nhiệt miệng, bé bị nhiễm vi khuẩn trong khoang miệng. Những vi khuẩn này sinh sôi phát triển có thể khiến bé bị sâu răng. Ảnh hưởng đến men răng và cũng có thể khiến bé bị nhiệt miệng. 3. Biểu hiện bé một tuổi bị nhiệt miệng là gì? có rất nhiều biểu hiện khác nhau khiến bé một tuổi bị nhiệt miệng. Nhiệt miệng tình trạng những nốt trắng xuất hiện trong khoang miệng của bé có kích thước từ 1 đến 2 mm có thể lớn hơn, tuy vậy, sau khi lớn lên trong khoang miệng do sự tiếp xúc của nước bọt và thức ăn có thể khiến chúng bị vỡ và loét ra. Trước khi vỡ nhiệt miệng đã gây đau đớn cho bé rồi nhưng sau khi vỡ nhiệt miệng còn gây đau đớn hơn, khiến bé rất khó khăn trong việc ăn uống. Những vết loét xuất hiện có thể ở tất cả mọi nơi trong khoang miệng chúng có thể xuất hiện trên lợi, trên lưỡi hoặc dưới lưỡi, em bé của bạn sẽ quấy khóc nhiều hơn, biếng ăn, hay gắt chảy nhiều nước dãi. Miệng bé có thể có mùi hôi và lợi bị tổn thương nên có thể bị chảy máu. 4. Xử lý tình trạng bé một tuổi bị nhiệt miệng. Bổ sung vitamin C, B2, B3 cho bé một tuổi bị nhiệt miệng. Bổ sung vitamin C cho bé giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bé tăng sức bền thành mạch và giúp bé giảm loét bổ sung vitamin B2 giúp cho tăng sự khỏe mạnh và phục của mô và cơ. Vitamin B3 bổ sung cho bé nhiệt miệng giúp tăng cường vận chuyển hydro và chất điện giải. Giúp bé ăn ngon hơn trong thời gian này. Mẹo giúp bé một tuổi bị nhiệt miệng đỡ đau. Làm mềm thức ăn trước khi cho bé ăn để giảm cơn đau do nhiệt miệng gây ra cho bé. Hoặc mẹ có thể nấu cháo cho bé ăn trong thời gian này thay vì những đồ ăn thô cứng, cho bé xúc miệng và vệ sinh răng miệng bằng nước muối sinh lý. Việc này sẽ giúp khoang miệng của bé luôn sạch sẽ mà còn làm dịu bớt khu vực đang bị nhiệt miệng nữa mẹ nhé. Bé một tuổi bị nhiệt miệng cho bé uống các sản phẩm bổ sung. Amano Enzyme Gold sản phẩm giúp bé một tuổi bị nhiệt miệng giảm triệu chứng và giảm đau hiệu quả. Amano Enzyme Gold chứa gì? Enzyme tiêu hóa, tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được, bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và tình trạng nhiệt miệng của trẻ. Các vitamin nhóm B, như B1, B2, B3, giúp bé giảm cảm giác nhiệt miệng hiệu quả. Vitamin D3 Bổ sung vitamin D3 cho bé tuổi dậy thì phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài hai loại axit amin này kích thích vị giác của em bé, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho bé, giúp ích cho sự phát triển trí não trẻ. trẻ nhiệt miệng nên bổ sung amano enzyme gôn hỗ trợ bổ sung B2, B3 hiệu quả giúp bé giảm nhanh các triệu chứng khó chịu. Ngoài ra amano enzyme còn giúp bé tăng cường sức đề kháng, bé sẽ ăn ngon hơn ngay cả khi bé đang bị nhiệt miệng và khó chịu bởi những triệu chứng của nhiệt miệng mẹ nhé. gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.